Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin lộ ảnh vũ khí mới trên khu trục hạm hiện đại nhất Trung Quốc. Một số bức ảnh được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ cho thấy dường như các tàu khu trục T-52D tiếp theo của hải quân nước này sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ mới. Cụ thể ở đây là hệ thống phòng thủ tầm cực gần CAVKS HBC-11 thay vì hệ thống HBC-12 với kích cỡ nhỏ hơn trên các tàu T-52D đã hoàn thiện trước đó. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần CAVKS HBC-12 với 7 nòng cỡ 30mm đã được lắp đặt trên 4 tàu khu trục T-52D đầu tiên trong biên chế hải quân Trung Quốc. Dự tính HBC-12 sẽ được các hệ thống CAVKS HBC-11, 11 nòng cỡ 30mm bản xuất khẩu định danh là T-1130 thay thế trên khung thân tàu thứ 9 đang được đóng tại nhà máy Changxing Jiangnan gần Thượng Hải và khung thân tàu thứ ba đang đóng tại nhà máy Dalian. Hệ thống HBC-11 có vẻ là bản nâng cấp của HBC-12. Nó được tăng cường tốc độ bắn theo truyền thông Trung Quốc là 10.000 phát trên một phút. Loại CAVKS này hiện đang được trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh và một số kinh hạm T-54A mới. Đài truyền hình Trung Quốc cho biết, sau các nghiên cứu và thử nghiệm, HBC-11 có khả năng bắn hạ tên lửa chống hạm bay ở tốc độ Mach 4 với tỷ lệ thành công 96%. Trung Quốc có thể tiến hành một số cải tiến và nâng cấp nữa trên các tàu khu trục T-52D mới nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được. Hiện tại có ít nhất 12 tàu khu trục T-52D đang được đóng cho hải quân Trung Quốc. Phần lớn trong số này 80% được thi công tại nhà máy Changxing Jiangnan gần Thượng Hải. Số còn lại đóng tại nhà máy Dalian. Hải quân Trung Quốc vừa biên chế chiếc thứ 4 cho hạm đội Nam Hải. T-52D là lớp tàu khu trục mang tên lửa chặn đường thế hệ mới nhất của hải quân Trung Quốc. Nó được thiết kế dựa trên tàu khu trục T-52C và có vẻ sử dụng chung khung thân với mẫu tàu cũ. Tuy nhiên, T-52D kết hợp với nhiều cải tiến về thiết kế cũng như thiết bị vũ khí. Lớp tàu thế hệ mới này được cho là ứng viên ngang tầm các tàu khu trục Aegis của Mỹ. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.